Sáng ngày 12 tháng 4 năm 96, Hòa Thượng đến thuyết giảng cho Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tại Hội trường Điện ảnh với đề tài Đạo Phật thấy, nói đúng như thật. Thank you.
hôm đó thì tôi không duyên. Thật sự thì đi bác. Thế là về thành phố Hồ Chí Minh thì lần thứ hai vừa rồi tôi có được hòa thượng Thích Minh Châu với thầy Minh Chi. Và tôi đã có mua một số sách của hòa thượng. Hay lắm đấy. Hay lắm. Tôi về tôi đã in cho các anh em trong nhà. Đi thẳng bản quyền của Phật Phật tôi rất là thoải mái, miễn làm sao phổ biến được, xin nhiều người biết là có cần lá vô ưu. Cái này là chế rồi tôi về tôi in cho anh em trong nhà. Các anh em tôi cũng là bác sĩ giáo sư thích lắm. Anh em phải nói sẽ mà tôi in. Trước tôi có đọc cái cuốn của gửi anh Khanh, anh Khanh gửi cho tôi cho xem cái cuốn của anh Khanh, tôi rất thích cái nghiên cứu của ông tất cả các học đồ về lĩnh vực mạng hóa. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng IA, lên giới thiệu hòa thượng và có đôi lời để bắt đầu buổi thuyết pháp. Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm và các quý vị trong đoàn Thiền viện Trúc Lâm, kính thưa các vị đại diện các cơ quan của văn hóa và kính thưa ban lãnh đạo Viện nghiên cứu và nghiên cứu điện ảnh Việt Nam, kính thưa đồng chí tổng thư ký Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cùng đồng chí trong hội đồng trung ương, kính thưa các vị ở trong ban kiểm tra đảng,
kính thưa các vị đại diện cho các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội, thưa các vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu của các trường đại học và các viện khoa học, kính thưa toàn thể các vị khách quý cùng có mặt hôm nay, trước hết thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin bày tỏ sự biết ơn đối với hòa thượng và các quý vị trong đoàn Trúc Lâm Thiền Viện đã hoan hỉ trợ duyên cho các nhà nghiên cứu tại đây được hiểu biết thêm về thiền học, một pháp môn có gắn bó mật thiết và có những tác động rất sâu sắc đến truyền thống văn hóa của nhân dân ta. Những năm gần đây, thế giới đã tổ chức một số cuộc hội thảo về văn hóa đông phương, về văn hóa thời Lý Trần của Việt Nam và đặc biệt quan tâm đến vai trò đạo Phật trong cái thời kỳ Lý Trần. Đó là thời kỳ mà vó ngựa của giặc Tác ta đi đến đâu cũng gieo nỗi kinh hoàng cho nhân loại, nhưng cả ba lần đều bị chặn đứng bởi một dân tộc đất không đông, người không rộng, vũ khí lý tài không phải là hùng mạnh nhất. Tại sao có được những điều đó? Sức mạnh nằm chính ở đâu? Đó là những điều kỳ diệu gây không ít tò mò và hào hứng cho các nhà nghiên cứu. Có nhiều nguyên nhân đặc điểm để tạo nên sự kiện lịch sử này, nhưng có những đặc điểm không thể không quan tâm. Đó là việc các vị vua sau một thời gian nắm giữ triều chính đều sớm lui vào hậu cung làm thái thượng hoàng và quy y cửa Phật. Điển hình là vua Trần Nhân Tông sau khi quy y với pháp danh là Điều Ngự Tác Hoàng là vị tổ đầu tiên khai sáng ra thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nói đến đạo Phật ở Việt Nam thì không thể không nói đến Thiền Tông. Các thiền sư Việt Nam như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Tính, Từ Đạo Hành, Nguyễn Minh Không, Từ Đạo Chân, Vũ Khắc Minh, Từ Đạo Tâm, Vũ Khắc Trường, vân vân đều đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Sang thế kỷ 20 này, việc nghiên cứu thiền học ở nước ta bị gián đoạn và mai một vì khói lửa của chiến tranh. Mấy chục năm gần đây, khi đất nước được thanh bình, thiền học Việt Nam đang được nhiều người quan tâm nghiên cứu, không chỉ là những người tu hành mà còn là những nhà nghiên cứu về xã hội học, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh, ngoại cảm và y học. Một trong những vị có công đức rất lớn làm rạng rỡ thêm cho việc nghiên cứu ứng dụng và phát triển thiền học Việt Nam mà chúng ta hân hạnh sẽ được thọ giáo hôm nay, đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đã sáng lập ra Trúc Lâm Thiền Viện. Những năm gần đây, Liên hiệp Khoa học UIA là cơ quan nghiên cứu và thực hiện khoa học dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội đã và đang quan tâm thực nghiệm một số phương pháp dưỡng sinh nhằm nâng cao trí lực và phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi thấy rằng thiền học có vai trò đặc biệt trong phép luyện tập của các phương pháp dưỡng sinh. Đương nhiên, thiền học có rất nhiều tác dụng khác nhau, nhưng chỉ nói riêng về mặt luyện tập để nâng cao sức khỏe thì theo tài liệu công bố của Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh, với những nhóm tập thiền, chi phí dành cho y tế giảm đi 50% so với nhóm đối chứng mà không tập thiền. Trong đợt nghiên cứu này, nhờ sự pháp khí của Hòa Thượng và các quý vị trong đoàn Thiền Viện Trúc Lâm, chúng ta sẽ nghiên cứu về nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu của Thiền Tông, triển vọng nghiên cứu thiền học tại Việt Nam và thế giới, những ứng dụng của thiền học trong dưỡng sinh và trong đời sống. Hòa Thượng cũng cho biết là sẽ đáp ứng một số câu hỏi của các nhà nghiên cứu về xung quanh các đề tài ở trên. Hy vọng rằng thông qua việc trợ duyên của Hòa Thượng và các quý vị trong Thiền Viện Trúc Lâm trong đợt nghiên cứu này, chúng ta
gạt bỏ được các quan niệm mê tín dị đoan về thiền học, để gặp lại được các đẹp vốn có của chính tâm hồn mỗi con người chúng ta, gạt bỏ được tập tục cầu xin vọng động quá đáng ở bên ngoài, mà quay trở vào vun trồng những mầm nhân đức ở bên trong, để gặp gỡ sự chân thiện mỹ, để thấy được cõi thiên đường hay cõi cực lạc cũng không phải ở đâu xa, mà ở chính nơi mình, ở chính cái thân tâm trong sáng của mình. Một lần nữa xin đa đạo hòa thượng và các quý vị trong đoàn thiền viện Trung Tâm chúc các quý vị đại biểu đạt được tâm nguyện của mình trong cái chương trình như thế này. Kính thưa chân ông, thưa tất cả quý vị chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật có mặt hôm nay, thưa tất cả quý vị khách cùng tất cả quý thực tế đến dự buổi chúng tôi nói chuyện hôm nay. Trước hết, tôi xin nói rõ đối tượng chúng tôi nói chuyện hôm nay là các nhà khoa học kỹ thuật, cho nên chúng tôi sẽ nói rõ tinh thần đạo Phật thích hợp thế nào với khoa học, để cho tất cả quý vị càng chứng tỏ rằng đạo Phật của chúng ta không phải là một đạo Phật mà hiện giờ chúng ta cảm thấy không được hài lòng. Trước khi nói vấn đề này thì chúng tôi đặt một cái tên của buổi nói chuyện là đạo Phật thấy nói đúng như thật. Đạo Phật thấy nói đúng như thật. Khi giảng vấn đề này thì trước hết tôi nêu lên một cái nghi vấn. Trước kia có người nói khi khoa học tiến là lúc tôn giáo lùi. Câu này được nhiều người nhận là đúng. Nhưng mà thực sự với cái nhìn của chúng tôi thì khoa học tiến, tôn giáo lùi là căn cứ vào các tôn giáo ở phương Tây. Được với đạo Phật thì câu đó chưa hẳn là đúng, mà ngược lại chúng tôi nói khác hơn: khoa học càng tiến càng làm sáng tỏ thêm cho đạo Phật, chứ không phải là lùi. Khoa học càng tiến chừng nào thì càng làm sáng tỏ thêm cho đạo Phật chừng ấy, chứ không có nghĩa là khoa học tiến rồi đạo Phật phải lùi. Đó là cái nhìn mà chúng tôi thấy nó như vậy. Khi nói tới điều này thì chúng tôi nêu lên một vài nét để cho quý vị nghiệm xét. Như hiện nay, nếu quý tín giả có đọc kinh Phật, nhất là kinh Kim Cương, thì có những câu mà quý vị cảm thấy như không thể nào hiểu nổi. Đây tôi dẫn nguyên văn chữ Hán: thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, vi trần phi vi trần, thị danh vi trần, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Thì thưa quý vị, đọc những câu đó làm sao chúng ta hiểu được? Thế giới không phải là thế giới ấy gọi là thế giới, vi trần
không phải là vi trần, ấy gọi là vi trần. Chúng sanh không phải là chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Thì những cái câu ngày xưa chúng ta đọc tụng cảm thấy như một cái gì nó ngoài cái tầm hiểu biết của con người. Nhưng ngày nay chính nhờ khoa học mà những câu đó chúng ta sáng tỏ được một cách dễ dàng. Ở đây chúng tôi chỉ nói ngang chừng cái thuyết nguyên tử của khoa học. Nếu nhìn với thuyết nguyên tử thì chúng ta thấy thế giới chỉ là một sự xoắn chặt, xoay tròn, xoắn chặt của bao nhiêu nguyên tử. Mà nếu là nguyên tử xoắn lại thành thế giới thì căn cứ trên cái thuyết nguyên tử thì thế giới có phải là thế giới không? Nó chỉ là một số lớn nguyên tử xoắn chặt lại thôi, đâu còn một thế giới nữa. Nhưng mà vì khi nó xoắn chặt lại thành một thế giới thì chúng ta tạm gọi đây là thế giới. Như vậy thì cái thể nó không có phải là thế giới, nhưng khi nó hợp lại thành một cái hiện tượng, cái hiện tượng đó chúng ta đặt tên nó là thế giới. Như vậy thì thế giới chỉ là một cái giả danh, chứ nó không phải là cái thực thể, chỉ là một cái giả danh. Rồi vi trần, không phải vi trần, ấy gọi là vi trần cũng thế. Một hạt vi trần hay một hạt bụi thì cũng bao nhiêu nguyên tử kết hợp lại. Thì những nguyên tử kết hợp lại đó thì chúng ta thấy cái đơn vị nó nhỏ thì gọi đó là vi trần. Như vậy thì cái tên vi trần cũng là một cái giả danh, chứ thực thể chỉ là một mớ nguyên tử kết hợp chứ không có thực. Rồi chúng sinh, tức là con người và các loài động vật, chúng ta thấy nếu nói chúng sinh thì có thể chúng ta dùng từ khác hơn để dễ hiểu là tế bào. Một con người chúng ta có bao nhiêu tế bào nó kết hợp lại, nó bảo vệ, nó gìn giữ, nó tăng trưởng vân vân, thì gọi đó là con người, là chúng sinh. Đức thực thể con người, thực thể chúng sinh cũng không có, chẳng qua có là sự kết hợp của bao nhiêu tế bào chung lại thôi. Thì như vậy, nếu chúng ta nhìn theo cái con mắt khoa học thì rõ ràng thế giới, vi trần, chúng sinh chỉ là một cái giả tướng do đủ những cái nhân tố chung hợp lại thì gọi đó là chúng sinh, là thế giới, là vi trần vân vân. Những cái tên mà chúng ta gọi chỉ là một cái giả danh tạm đặt để cùng hiểu với nhau, chứ thực thể nó là không có. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta thấy rõ ràng, mà lẽ thực đó nhờ khoa học mà chúng ta dễ hiểu, dễ biết. Do đó mà nếu quý vị khi nghiên cứu về Kinh Kim Cương thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói hết sức là rõ ràng, bởi vì Kinh Kim Cương gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã dịch nghĩa là trí tuệ, Ba La Mật dịch nghĩa là cứu kính. Cái trí tuệ cứu kính hay là tột cùng là cái trí tuệ vững chắc như chất kim cương, khó mà bị phá tan được. Như vậy thì tất cả cái nhìn
cái thấy. Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cương là tất cả cái thấy đúng như thật. Mà rất tiếc cái người học của chúng ta chưa có tới trình độ đó nên khó hiểu. Ngày nay nhờ cái sự phát minh của các nhà khoa học và càng ngày chúng ta đọc, chúng ta càng thấy rõ, hiểu rõ những vấn đề đó. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tinh thần trí tuệ của Đạo Phật. Mà cái trí tuệ của Đạo Phật ở trong Kinh Kim Cương, chắc là quý vị không đọc Kinh Kim Cương thì chắc cũng có nghe Kinh Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bộ kinh rất gọn, rất ngắn. Thì trong đó có cái dùng chữ không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ những thứ khổ ách, hay là chữ mà chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Thành cái chữ không ở trong cái hệ Bát Nhã nó là tối quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì chữ không này không phải như người thường hiểu. Không có nghĩa là chẳng có gì. Mà không đây là tất cả muôn sự, muôn vật ở trên thế gian là do duyên hợp. Mà duyên hợp tức là không có một cái gì nguyên vẹn, một cái thực thể riêng, mà tất cả đều là nhiều nhân tố chung lại thành hình. Như vậy thì nhiều nhân tố chung lại thì tự nhiên nó không có một cái thực thể. Không có thực thể cho nên gọi là tánh không. Mà từ cái trí tuệ Bát Nhã đó mà Phật nhìn thấy tất cả sự vật ở trên thế gian, nó không có một cái gì có một nhân mà thành một quả, cũng không có cái gì bỗng dưng mà thành hình, đều là cái tướng duyên hợp. Mọi sự, mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Thì cái đó là cái lẽ rất là cụ thể với con mắt của các nhà khoa học ngày nay. Thì như vậy, cái thấy đó Đức Phật gọi là cái thấy đúng, cái thấy chân thật. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng có cái gì khởi đầu rồi cũng có cái gì kết thúc, thì đó là cái thói quen của con người. Khi muốn suy nghĩ, muốn tìm hiểu một điều gì thì họ đều tìm hiểu theo cái nghĩa nhất nhân ấy. Tức là có cái ban đầu, một cái ban đầu tạo thành cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng nhà Phật phủ nhận như đó. Nhà Phật không chấp nhận có một cái ban đầu, mà chỉ là có nhiều duyên hợp lại. Từ con người đến muôn vật đều là duyên hợp, chứ không có một cái ban đầu là một nhân để tạo thành ra tất cả cái khác. Như vậy thì với cái nhìn của Đạo Phật và cái nhìn của các nhà khoa học ngày nay, chúng ta thấy không có cách biệt. Đó là một cái điều mà tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy rõ. Nhưng mà có cái đáng buồn, ngày xưa nghe trong Kinh Phật nói tất cả pháp là vô thường, tất cả pháp là huyễn hóa, thì người ta nói Đạo Phật là đạo bi quan. Vì nói vô thường cho nên người ta không có thích, không có cố gắng để mà tranh đua, để mà cầu mong đạt được cái này cái nọ. Nói nó là huyễn hóa cho nên người ta không có cố gắng, nỗ lực để mà tranh giành nhau, hoặc là cố làm sao cho được, đạt được kết quả thật nhiều, thật tốt cho bản thân mình. Rồi họ cho rằng như vậy là đạo Phật là đạo bi quan.
Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta có thể nhìn lại ngày nay tất cả các nhà khoa học đã thấy rõ, như nói về cái môn y học thì các bác sĩ đều biết rõ trong con người của chúng ta những tế bào nào thuộc về loại mà nó chống vi trùng, những tế bào nào thuộc về cái loại mà làm cho hủy hoại cơ thể vân vân, thì thấy rõ thân này là một khối tế bào trung hợp. Thì thấy như vậy thì các ông bác sĩ có bi quan không? Đâu có bi quan, phải không? Cũng như các nhà khoa học, các vị đã thấy rõ tất cả sự vật trên thế gian này nó không có cái gì nguyên vẹn mà đều do sự kết hợp từ các nguyên tử vân vân. Thì như vậy thì các ngài, các vị có bi quan không? Thấy rõ đã thật, mà đâu phải vì thấy lẽ thật mà chúng ta bi quan. Thấy lẽ thật để rồi chúng ta tìm phương pháp, tìm cách ứng dụng những lẽ thật đó vào cuộc đời, vào sự sống, thì đâu phải là bi quan. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy cái tinh thần đạo Phật. Bây giờ chúng tôi sẽ đi sâu vô cái đề tài mà chúng tôi đã nêu. Trước hết, chúng tôi nói rằng đạo Phật thấy nói đúng như thật. Thì tại sao đạo Phật thấy nói đúng như thật? Thì tôi xin định nghĩa rõ Phật là gì, rồi mới nói đến đạo Phật thấy nói đúng như thật. Thì chắc quý vị đã thường đọc sách Phật, thì ai cũng biết Phật là chúng ta dịch âm tiếng Phạn. Từ cái chữ Buddha chúng ta dịch ra là dịch âm thành là chữ Phật. Nếu dịch nghĩa thì ở Trung Hoa chữ Phật đó dịch là giác giả. Giác giả tức là cái người giác ngộ. Nhưng vì muốn giãn cách cái người giác ngộ tầm thường và cái người giác ngộ đến chỗ cứu kính, cho nên các ngài không gọi là người giác ngộ, mà các ngài vẫn để nguyên Phật là cái tiếng Phạn để chúng ta đọc thôi. Rồi tùy ai cần thì sẽ nghiên cứu và giải thích, thì như vậy nó được đầy đủ hơn. Do đó cho nên chúng ta chỉ hiểu rõ Phật là nguyên chữ Buddha, mà chữ Buddha là giác, chữ Đa là người, tức là cái người được giác ngộ thì gọi đó là Phật. Tức là thấy đúng như thật giữa con người và muôn vật. Bởi thấy đúng như thật cho nên cái lời nói chỉ dạy của ngài nó cũng đúng như thật. Như vậy thì Phật là giác ngộ thấy được lẽ thật. Cũng như các cái nhà khoa học hay là các nhà bác học, các vị nghiên cứu một vấn đề, dồn hết tâm lực trong đó, rồi bất thành một phút giây nào đó phát minh được cái mình chuyên nghiên cứu, thì khi phát minh được thì đó gọi đó là người phát minh hay là một học giả phát minh. Còn trong nhà Phật, do đem hết tâm lực chuyên tu, và trong khi chuyên tu đó đi tới chỗ được an định thì trí tuệ được sáng lên, thì gọi đó là giác ngộ. Sự giác ngộ là một cái hiện tượng phát minh lớn lao, một vấn đề mà chúng ta theo dõi. Như vậy thì nói tới đạo Phật tức là nói đến cái phương pháp, cái con đường hướng dẫn chúng ta tu, hướng dẫn chúng ta nghiên cứu để được giác ngộ. Như vậy thì đạo Phật có nghĩa là phương pháp hướng dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ. Thì như vậy thì Phật là giác ngộ, đạo Phật là phương pháp hướng dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ, thì đó đều là những cái hình ảnh sáng suốt. Cho nên trong nhà Phật thường bảo rằng chúng ta tu theo Phật thì Phật dạy
các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Như vậy thì cái đuốc sẵn của mình có, nhưng nó còn tối, nó chưa cháy. Mình phải tự thắp đuốc nó lên cho sáng, để soi rọi mình thấy rõ những cái xung quanh. Nhưng bây giờ làm sao mình thắp được? Mình không có lửa, buộc lòng mình phải mồi cái đuốc của mình với đuốc của Phật. Đuốc của Phật là chánh pháp, tức là cái pháp Phật dạy là những cái ngọn đèn, những cái cây đuốc trí tuệ, để chúng ta mồi vào đó, chúng ta mở sáng trí tuệ của mình. Như vậy thì nói tu theo đạo Phật có nghĩa là tu thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ của mình, chứ không phải cốt để tăng trưởng lòng tin. Mà hiện giờ thì chúng ta thấy nó hơi lệch chỗ đó. Như vậy hiện giờ chúng ta có thể nói Đức Phật giác ngộ được những cái gì mà chỉ dạy cho chúng ta ngày nay. Thì ở đây tôi nêu lên cái chỗ giác ngộ của Đức Phật, tức là sau khi Ngài Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, Ngài tìm học và ứng dụng tu theo các vị tiên thời đó, nhưng mà cuối cùng Ngài không thỏa mãn cái chỗ sở nguyện của Ngài, tức là cái bản hoài của Ngài. Vì cái bản hoài của Ngài là bản hoài phải tìm cho ra con người từ đâu đến và chết rồi sẽ đi đâu. Nếu muốn không còn bị sinh tử nữa thì phải làm sao? Đó là ba vấn đề lớn mà Thái tử Tất Đạt Đa tự đặt ra và tự thao thức rồi phải đi tu. Như vậy thì dù cho ai dạy cách gì hay mấy mà không đạt được ba cái vấn đề đó, không giải quyết được ba vấn đề đó là Ngài không hài lòng. Bởi vậy cho nên sau khi đi tu, tuy rằng được học với các vị tiên đồng thời, nhưng mà cuối cùng không có vị nào giải quyết được ba vấn đề Ngài đang thao thức. Bởi vậy cho nên Ngài mới đi tập tu khổ hạnh để thử coi có tìm ra hay không, nhưng cuối cùng không tìm được. Ngài phải sống bình thường lại và đến với cõi Bồ Đề ngồi tu. Khi ngồi tu, tâm được an tĩnh ngót 49 ngày đêm, thì tới đêm thứ 49 Ngài bừng sáng, Ngài giác ngộ, tức là giải quyết được ba vấn đề. Ngài giải quyết ba vấn đề đó, trong nhà Phật gọi Ngài chứng được tam minh. Ngài chứng được tam minh, tam là ba, minh là sáng. Ngài chứng được ba cái sáng. Cái sáng thứ nhất là cái sáng túc mạng minh. Túc là trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng tỏ, tức là Ngài sáng tỏ được cái sinh mạng của Ngài từ ở xa xưa. Cho nên khi chứng được cái minh này thì Ngài kể lại trong kinh rằng: ta nhớ lại vô số kiếp về trước của ta như là nhớ chuyện hôm qua, như là nhớ việc mới xảy ra hôm qua. Thì như vậy thì chính được cái túc mạng minh, Ngài mới biết rằng con người không phải chỉ có mặt một lần này, mà đã có mặt vô số lần ở trên thế gian rồi. Đây chỉ là một chặng của muôn lần sinh tử. Bởi vậy nên Ngài mới nói ra hai bộ kinh. Bộ kinh Bổn Sanh là nói về cái tiền kiếp của Ngài. Bộ kinh Bổn Sự là nói về tiền kiếp của những vị đệ tử lớn của Ngài. Ngài nói rõ ràng. Rồi tới kinh 3 thì Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh. Thiên Nhãn Minh tức là mắt của Ngài nhìn thấy tường tận được lý do gì mà chúng ta phải bị sinh ra rồi
phải tiếp tục trong cuộc sống. Tức là ở trong nhà Phật cũng dùng cái từ gọi là sanh tử minh, tức là thấy rõ được cái nguyên nhân sanh tử. Thì được cái minh này thì trong kinh diễn tả nói Phật kể rằng khi ta chứng được thiên nhãn minh thì giống như cái người đứng trên lầu ba nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng, ta thấy chúng sinh theo nghiệp luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu ba nhìn xuống ngã tư, thấy kẻ đi qua người đi lại không có gì ngờ được hết. Thấy rõ, tức là thấy rõ được chúng ta chết rồi không có phải là hết, mà theo nghiệp để sinh nơi này nơi nọ, tốt xấu tùy theo cái nghiệp duyên. Đó là cái gốc. Nhưng mà cái phần phụ sau khi chứng được thiên nhãn minh rồi thì ngài lại thấy có những cái mà thế gian thời đó không ai thấy. Nhưng nhìn ở xa, ngài thấy trong cái bầu hư không này có vô số thế giới không thể kể hết. Cho nên ngài dùng cái từ mà chúng tôi bắt gặp ở trong kinh Chí Hán gọi là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ. Thì bây giờ giả sử chúng ta nói đơn giản, thế giới nhiều như cát sông Hồng ở Việt Nam ta, thì quý vị tưởng tượng cát sông Hồng thì bao nhiêu, mà Đức Phật nhìn thấy thế giới nhiều như vậy. Rồi ngài lại nhìn trong bát nước thấy vô số vi trùng. Ngài mới tuyên bố rằng tất cả những vị tỳ kheo muốn uống nước mà không phạm tội sát sanh thì phải lọc, lọc cho kỹ. Nếu khi nào không lọc được thì phải nhớ đọc cái câu Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước thấy có 84.000 vi trùng. Thì như vậy quý vị nhớ, ngài ra đời cách chúng ta là hơn 25 thế kỷ, mà ngài đã thấy được như vậy, thấy vô số thế giới, thấy vô số vi trùng ở trong từng bát nước. Rồi nhìn lại trong thân thì lại dùng cái câu nguyên văn bản chữ Hán: nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung như trú. Nghĩa là trong cái thân này có vô số vi trùng đang ở trong ấy. Thì như vậy cái nhìn của Đức Phật thuở xưa ngài nói mà không có ai làm sao mà tin được, vì chúng ta không có phương tiện. Đến mãi đến ngày nay, tức là thế kỷ 20, 19, thì chúng ta mới tin được những lời Đức Phật nói. Và khi tin được những lời đó rồi thì quý vị nếu chịu khó nghiên cứu Kinh Phật, còn những vấn đề như có một lần Đức Phật vào rừng, Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo lá cây trong rừng có những lá vừa mới sinh, có những lá vừa được non mởn, có những lá thì vàng úa, có những lá rơi rụng. Thì Phật nói thế giới của một bầu hư không cũng lại như vậy, có cái thì mới thành, có cái thì đang ăn trụ, có cái thì bị suy hoại, có cái thì biến thành không. Cho nên Phật mới nói thế giới có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Thì như vậy thì quý vị nghĩ ngày xưa mà nói như vậy thì chúng ta chỉ nghe thôi, chịu ở trước mắt cuộc sống hàng ngày chúng ta chưa biết rõ nói gì cái chuyện xa xôi như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật, Phật thấy như thế nào ngài nói như thế ấy, còn chuyện tin không tin là quyền của người xung quanh, người sau. Thì những lời nói đó ngày nay chúng ta thấy rõ ràng là những cái lẽ thật. Như vậy thì
căn cứ vào những lẽ thật đó Đức Phật dạy. Cho nên kinh sách nhà Phật nếu chúng ta đọc mà chỉ hiểu theo cái nhìn thời hợt thì không bao giờ thấu suốt được, mà phải nhờ cái suy gẫm kỹ, nhờ cái kiến thức khoa học ngày nay giúp cho chúng ta thì chúng ta mới thấy tường tận hơn. Như vậy thì đối với tất cả cái sự sống của con người và của muôn vật, Đức Phật đã thấy tường tận như vậy, cho nên Ngài mới nói về cái thuyết mà trong nhà Phật gọi là thuyết vô thường. Là thuyết vô thường đó, như khi nãy tôi nói, đứng về thời kỳ vô thường, từ ngày chia ra thế giới thì có thành, trụ, hoại không, sự vật thì có sanh, trụ, dị, diệt, con người và động vật thì có sinh, lão, bệnh, tử, cái gì nó cũng đều phải chuyển biến, phải đổi thay hết, chứ nó không có dừng. Như vậy thì cái nhìn vô thường của đạo Phật nó không phải chỉ nói vô thường là đợi khi mình chết, khi mình già, khi mình bệnh mới nói vô thường, mà vô thường đó cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là sát na vô thường, tức là nó chuyển biến từng sát na. Thì chữ sát na đây ở Việt Nam chúng ta không có từ để dịch, mà Trung Hoa cũng không có từ, là một thời gian quá ngắn mà chúng ta hiện nay không thể diễn tả được. Ở trong đó thường nói mỗi một cái chớp mắt của chúng ta là mấy trăm cái sát na. Thì quý vị thấy cái nhanh như một cái chớp mắt mà nó làm mấy trăm sát na thì chúng ta không biết dùng cái từ nào để mà nói. Thì như vậy thì chúng ta không có cái từ để nói rõ về cái sát na, nhưng mà biết rằng trong phút giây nào, trong mỗi phút giây, cơ thể chúng ta và sự vật xung quanh chúng ta nó luôn luôn chuyển biến, không dừng một phút giây nào hết, là một cái dòng chuyển biến luôn luôn. Bởi vậy cho nên khi mà đọc kinh Phật, ở đây tôi dẫn một ít điều cho quý vị thấy cái chứng cứ cụ thể. Trong bài kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên quyển 1 có một đoạn dịch ra chữ Việt như thế này: ban ngày hay ban đêm, hoặc đi hay dừng ở, như sông lớn chảy mạnh, mỗi niệm không dừng nghỉ, ngủ nghỉ qua một đêm, thọ mạng giảm bớt theo, giống như cá cạn nước, nào có vui sướng gì. Thì như vậy bài kinh này đi diễn tả cái sinh diệt trong con người chúng ta nó liên tục, nó không có phải là chờ đợi một phút, một giờ nào mới là đổi thay, mà nó đổi thay cách liên tục. Cho nên giống như con cá ở với dưới cái ao nước sắp cạn, bị trời nắng, cứ mỗi phút, mỗi một giây nó đã bị cạn dần đó. Rồi một vị thiền sư, mà thiền sư đó tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, khi lên Bảo Đại Sơn, Ngài có cái hứng thú, Ngài mới làm một bài thơ. Trong bài thơ đó 8 câu, nhưng ở đây tôi chỉ trích 2 câu, mà 2 câu này tức là đối chúng tôi rất là tâm đắc. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, giúp muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng dặn lòng, hay lòng bảo lòng. Như vậy thì Ngài Điều Ngự
Ngài thấy thế nào? Tức là Ngài thấy rõ rằng muôn sự, muôn vật ở trên thế gian nó chuyển biến như một dòng nước trôi liên tục không dừng. Như vậy thì cái tuổi thọ 100 năm của chúng ta thì cái tuổi thọ đó chỉ là một cái chặng phỏng định chứ không phải có lẽ thật. Thì chúng ta phải nhớ luôn luôn, phải nhắc nhở luôn luôn trong lòng rằng muôn sự muôn vật đang trôi không có dừng, để chúng ta đừng có đắm, đừng có mê ở trên thế gian. Đó là tôi nói về cái sát na vô thường. Còn ở đây tôi sẽ kể nhất kỳ vô thường cho quý vị thấy. Thì nói tới nhất kỳ vô thường tức là nói tới các thiền sư Việt Nam, các ngài thường hay diễn tả cái vô thường cho chúng ta thức tỉnh. Như thiền sư Vạn Hạnh, ngài đã nói: thân như điện ảnh hữu hoàng khô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Tức là thân như điện, như ảnh, như tức là như điện, như cái chớp nó có rồi trở lại không. Vạn vật vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, thì tất cả cây cối mùa xuân thì nó tươi nhuần, mùa thu thì nó bắt đầu tàn héo. Thì như vậy mọi vật từ con người đến muôn vật theo cái thời gian luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là vô thường. Nhưng với cái người học Phật thấy cảnh đó thì phải thế nào? Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, là mặc tình hay mặc dầu, có thịnh có suy theo cái chiều vô thường đổi thay. Nhưng chúng ta đừng có sợ hãi. Tại sao không sợ hãi? Vì thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Cái thịnh, cái suy giống như là xương đầu ngọn cỏ, thấy đó rồi lúc mất nó không có gì thiệt, không thiệt thì có gì sợ, phải không? Cho nên hiểu được lý vô thường mà không có chán đời, không có bi quan, mà vẫn an nhàn tự tại trong cái cuộc sống. Đó là cái tinh thần của các thiền sư Việt Nam nhìn thấy cái lý vô thường. Còn đến như ngài Điều Ngự Giác Hoàng thì ngài một hôm đi xuất gia rồi, ngài đã làm thầy để giảng dạy cho tăng và cư sĩ. Thì hôm ấy ngài bắt đầu bước lên tòa, lên tòa nhìn đại chúng chưa nói gì, bỗng dưng ngài ngâm bốn câu thơ nó thế này: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Ngài nói rằng thân như hô hấp tỷ trung khí, tức là cái thân của mình giống như là cái hơi thở vô ra ở trong lỗ mũi, nghĩa là sự sống của mình gá vào cái hơi thở. Nếu chúng ta thở ra không hít vào là đã chết. Thì như vậy cái mạng sống chỉ trong hơi thở. Còn cái thế tợ phong hành lãnh mãi văn, thế tức là đời của chúng ta giống như là gió thổi án mây trôi ngoài đỉnh núi. Nó thấy có án mây trôi, nhưng án mây đó thấy rồi mất,
chứ không có bền, không có lâu. Đó là hai câu Ngài diễn tả thân thế của con người. Đến hai câu sau, Đỗ Nguyên đề đoạt nguyệt như trú, tức là con Đỗ Nguyên nó kêu từng chập từng hồi trong cái ánh sáng mặt trăng, sáng như ban ngày, trong ánh sáng mặt trăng sáng như ban ngày, bất thị tầm thường không quá xuân. Không phải là cái việc tầm thường mà bỏ xuân qua đi một đời, một cái mùa xuân. Thì như vậy, bốn cái câu đó chúng tôi dẫn để cho quý vị thấy rằng cái nhìn của Đạo Phật cũng như cái nhìn của các thiền sư Việt Nam nó rất là tường tận trong Kinh Phật. Trong Kinh Phật, một hôm Phật con gọi các vị đệ tử cùng ngồi để nghe nói đạo. Thì trong đó, khi tất cả chư vị kheo ngồi xong, Ngài mới hỏi mạng người sống được bao lâu? Có thầy tỳ kheo nghĩ mạng người là vô thường, chắc là không lâu, cho nên bạch Thế Tôn, mạng người sống được đôi ba năm. Phật nói ông chưa hiểu đạo. Những tỳ kheo khác, bạch Thế Tôn, mạng người sống khoảng bữa ăn, Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Đến người thứ ba đứng là bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật gật đầu ông đã hiểu đạo. Thì cái câu nói đó quý vị thấy nó rất là tầm thường, nhưng mà nó là chân lý. Chứ đạo đây là lẽ thật, là chân lý. Chúng ta dù cho có nói rằng 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 giờ cũng là mình chết, nhưng cũng chưa là lẽ thật. Bởi vì khi chết chỉ là dù cho hoàn cảnh nào mà chết, chỉ thở khì ra không biết vô là chết. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng như vậy. Còn nếu nằm liệt ở trên giường, mắt nhắm, không có những cảm giác mà còn thở thì cũng vẫn chưa chết. Chỉ thở khì mà không biết lại, đó là chết. Như vậy, thấy tổn cùng lẽ đó gọi là thấy đạo, thấy được lẽ thật. Chứ còn chúng ta nói thì nói phẩm thôi, chứ chưa đến đã thật. Đó là tôi nói để quý vị thấy. Như vậy thì Ngài đã thấy mạng người sống trong hơi thở, và đời người giống như là án mây trôi, không có cái gì là quan trọng. Nhưng dù ở trên thế gian này, mọi sự vô thường sinh diệt, như là con chim Đỗ Nguyên nó kêu từng chập trong cái đêm trăng sáng. Con Đỗ Nguyên kêu từng chập là để diễn tả cho cái sự sinh diệt từng hồi từng chập không có dừng. Nhưng mà trong cái sinh diệt đó lại có cái sáng sủa mà không có động, tức là ánh sáng của mặt trăng. Nghĩa là trong đêm tiếng kêu của Đỗ Nguyên thì nó sinh diệt, nhưng mà ánh sáng mặt trăng á thì sáng vằng vặc mà không động. Không động thì như vậy, trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt. Trong cái có tướng riêng biệt lại có cái tràn đầy vô tướng mà là thịt. Rồi, như vậy thì Ngài bảo bất thị tầm thường không quá xuân. Như vậy thì cái cuộc sống mình, của chúng ta, của con người là cái cuộc sống vô thường sinh diệt. Nhưng trong cái vô thường sinh diệt vẫn có một cái sáng suốt bất động, bất sinh. Như vậy chúng ta đừng khinh thường cái thân sinh diệt tạm bỡ này mà bỏ mất đi cái quý báu bất sanh bất diệt đó. Cho nên Ngài mới gọi bất thị tầm thường không quá xuân, tức là bỏ uống đi một cái cuộc đời quý báu. Như vậy thì
quý vị thấy rõ thiền sư Việt Nam hiểu đạo Phật đúng cái lý của đạo Phật, nhưng mà còn đi sâu một bước nữa là bên cạnh cái sự sanh diệt nhận ra có cái không sanh diệt, cái đó mới là cái quan trọng. Thì hiện giờ đa số chúng ta chỉ tìm được cái sinh diệt, phân tích được cái sinh diệt, mà chúng ta chưa tìm ra được cái không sinh diệt. Đó là cái chỗ mà tôi nêu lên cho quý vị thấy. Là cái điều này tôi thường ví dụ cho bao nhiêu người tự nghe. Tôi nói rằng như cuộc sống chúng ta hiện nay, chúng ta có ăn, có mặc, có ăn, có uống, có thở. Ăn, uống, thở. Thì trong ba cái đó mà thưa quý vị, hàng ngày chúng ta nhớ cái nào nhiều nhất? Số 1 là ăn, phải không? Số 2 là uống. Còn cái thở nhiều khi vui không để ý. Nhưng mà như vậy thì ba cái đó cái nào quan trọng hơn? Chúng ta nhịn ăn một tuần lễ có thể chưa chết, chúng ta nhịn uống đôi ba ngày có thể chưa chết, mà chúng ta nhịn thở thì bao lâu? Chỉ trong 1-2 phút là không còn gì hết. Như vậy thì cái thiết yếu mà chúng ta coi thường, còn cái không phải là thiết lắm mà chúng ta là dồn hết tâm lực lâu, đó là cái lầm của chúng ta. Người tu Phật thấy thân này nó có cái có hình tướng, rồi có một cái ví dụ như cái hình tướng nhất là thân thể xác, cái kế đó nữa là cái suy nghĩ, cái gọi là kiến thức, suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết. Và hai cái đó thì chúng ta lo cho thân ấm no, lo cho kiến thức mình sung túc. Mà hai cái đó thưa quý vị, thân thì nó thô, nó bị cái hiểu biết, cái kiến thức mình chỉ huy đó. Nhưng mà cái hiểu biết này nó còn một cái nữa ở bên cạnh đó, mình không biết, mình biết chỉ có hai cái, còn một cái nữa mình lại không biết. Cái kia đó nhà Phật gọi là cái tính giác hay là cái chân tâm. Cái kiến thức chúng ta được đây là chỉ cái nổi ở trên, như chúng tôi có viết ở trong cái cuốn Cành Lá Vô Ưu đó, chúng tôi nói dụ như nước ở dưới biển, thì có người hỏi nước có dậy sóng không, nước có chảy không, thì chúng ta luôn luôn nói nước dậy sóng, nước chảy. Nhưng mà tôi hỏi lại, nếu nước dậy sóng, nước chảy thì chúng ta đổ vào trong một cái hồ, cái biển đựng không có gió, không có cái duyên cao thấp, thì nước có chảy, có dậy sóng không? Đâu có, phải không? Nó không có chảy, không có dậy sóng, mà tùy duyên có giấy động là gió, rồi tùy duyên cao thấp mà nó chảy. Chứ còn nước nó là bình, chứ nó không có động, nó không có chảy. Tâm chúng ta cũng vậy, nó có những cái biết duyên theo cảnh, cảnh tức là theo duyên, có cảnh là có duyên, duyên thì cảnh đó nó thế nào chúng ta đuổi theo phân biệt, đuổi theo cảnh phân biệt thì đó chúng ta gọi là cái biết, và cái biết đó chúng ta gọi là tâm. Như vậy thì chúng ta chỉ đo có hai mặt, một mặt là cho thân, một mặt là tâm, mà tâm chúng ta là cái tâm sinh diệt. Còn có một cái lặng lẽ thường hằng chúng ta chưa có để ý tới, đó là một cái mà chúng tôi sẽ kể một phần ở hôm nay và ngày mai, từ từ chúng tôi sẽ giải thích cái đó. Như vậy
là chúng tôi nói về cái thấy của Đức Phật, sự vật vô thường. Bây giờ tôi nói cái thấy của Đức Phật, tất cả muôn vật trên thế gian này là do nhân duyên sinh, tức là cái thuyết duyên sinh. Tôi xin lặp lại cái ý, khi nói duyên sinh là không chấp nhận nhất nhân, không chấp nhận vô nhân, hai cái thuyết đó, nhất nhân và vô nhân. Mà điều này quý vị là nhà khoa học đã thấy rõ mà, không có một cái gì từ một cái thành một cái, từ một vật thành một vật, mà đều thành hình một vật là do sự tụ hợp nhiều duyên chung lại, nhiều duyên chung lại, chứ không phải là một cái làm thành một cái. Thì nếu thấy rõ như vậy thì mọi sự mọi vật ở trên này đã là duyên hợp. Duyên hợp thì nó không có cái thể cố định, không có cái thể chân thực, mà chỉ là cái tướng hư dối theo duyên. Duyên tụ thì nó thành, duyên ly tán thì nó hoại. Như vậy thì tụ là do duyên, tán cũng do duyên, duyên tụ, duyên tán, chứ không có một cái gì nó nguyên vẹn, nó thực. Nhưng bây giờ nếu hỏi tất cả mọi người, hỏi thân mình là thiệt không, thì hầu hết đều nói thân này là thiệt. Như vậy nếu nói thân là thiệt thì nhà Phật nói cái thân này là duyên hợp, như là tứ đại hợp hay là ngũ uẩn hợp. Chứ Phật không nói nó là thiệt, đã là duyên hợp là dối, là không thiệt. Thì nghe nói thân này là dối là không thiệt, cho nên nhiều người buồn, đạo Phật nói nghe buồn quá, chán đời. Nhưng mà sự thật nó là sao? Nó là lẽ thực như vậy. Đây tôi nói những lẽ thực đó cho quý vị thấy. Nhìn tính cách tổng quát thì đạo Phật nói thân này do tứ đại hợp. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó. Bốn đại này là cái lớn hợp lại thành thân. Trong nhà Phật nói đơn giản, chất cứng trong người thuộc về đất, chất ướt trong người thuộc về nước, động trong người thuộc về gió, ấm trong người thuộc về lửa. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa, bốn cái tụ hội lại mà thành thân này. Bốn cái đó mà thiếu một là thân này hoại. Như vậy thì chúng ta thấy rõ thân chúng ta hiện tồn tại ở đây là do đất, nước, gió, lửa chung hợp. Mà khi nó hợp rồi thì sao? Tự nó nguyên vẹn, tự nó sinh hoạt mãi mãi, hay là nó phải có cái gì? Tức là nó còn đòi hỏi sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài. Bồi bổ thì nó mới còn, không bồi bổ thì nó bại hoại. Bởi vậy tôi thường hay hỏi các vị Phật tử khi nghe chúng tôi giảng, tôi hỏi hiện giờ lỗ mũi tất cả quý vị đang làm gì? Thì trăm người như một mới đang thở. Đang thở. Tôi hỏi thêm câu nữa, thở có nghĩa là làm gì? Thì câu đó hơi khó trả lời. Thở có nghĩa là chúng ta mượn cái không khí trong sạch ở ngoài đem vô. Đem vô rồi sao? Nếu mượn thì phải trả. Mượn vô rồi trả ra, trả ra rồi mượn lại, mượn để trả, mượn trả, mượn đều đặn. Quý vị có phải đang làm chuyện đó không?
đang mượn rồi trả, rồi mượn lại rồi trả, cứ như vậy cả ngày không có dừng. Nếu lúc nào chúng ta trả mà mệt mỏi quá không muốn mượn lại thì sao? Trả mà không mượn lại, ngày đó thì tử vong rồi, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống này sao? Là mượn và trả. Lẽ thật cứ nói như vậy, rồi đâu phải chỉ mượn, mượn cái không khí, tức là mượn gió, rồi cái mượn gì nữa? Mượn nước, lát mượn tách nước, đổ vô, phải không? Mượn rồi sao? Rồi trả, mượn nước là cũng phải trả, nhưng mà mượn chậm thì trả cũng chậm. Đó. À, rồi kế đó nữa, thì chúng ta mượn gì? Mượn đất, tức là cơm, bánh mì, đem vô, vô rồi trả không? Cũng trả nữa đó. Thì như vậy, quý vị kiểm điểm lại cho tường tận coi, suốt ngày, suốt đời chúng ta làm cái gì? Chỉ là tạo cái duyên tốt để đủ điều kiện mượn và đủ điều kiện trả. Mượn trả đều đặn, êm ái thì gọi là sống hạnh phúc. Nếu mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì phải kêu xe cứu thương chở về bệnh viện liền, thấy không? Như vậy thì cái cuộc sống của con người, nếu chúng ta nhìn cho tới nơi, thấy cho tường tận, thì giá trị nó ở chỗ này. Chỉ là sự mượn trả liên tục, đều đặn, thì đó là sự sống an. Còn nếu thiếu hoặc là bị trở ngại, thì sự sống bất an. Lẽ thực nó là như vậy, mà chúng ta ít có để ý tới. Nên nay nghe nhà Phật nói thân này là vai mượn, là tạm bợ, mình không tin. Mình nói Phật có đi qua, mà đó là cái lẽ thực. Cái lẽ thực nói như vậy, nếu chúng ta hiểu tương tự như vậy, thì thấy lời Phật nói không phải là dọa, mà cũng không phải là muốn cho chúng ta chán đời. Nhưng thấy lẽ thực như thế nào, Phật dạy ra cho chúng ta nhìn thấy rõ, đừng có lầm, đừng có sai. Đó. Như vậy thì nói tới nhân duyên, tức là chúng ta sống trong cái hoàn cảnh luôn luôn là phải nhờ cái sự đóng góp chung mới nó mới được tồn tại. Cho nên nhân duyên nó chỉ cho cái nguyên nhân nội tại trực tiếp dẫn sanh ra cái kết quả. Như vậy duyên là nguyên nhân giác, nhân là nguyên nhân trực tiếp, duyên là nguyên nhân gián tiếp. À, từ bên ngoài nó giúp. Thì như vậy tất cả sự vật đều do nhân duyên tụ tán mà thành ra có sanh có diệt. Mà đã là nhân duyên tụ tán có sanh có diệt, bởi vậy cho nên tất cả muôn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà gọi là giả sanh, không có cái thực tánh của nó, cho nên gọi là không có tự tánh. Đó là cái thuyết nhân duyên tức không. Nhân duyên tức không, tức là thấy tất cả sự vật do nhân duyên hợp thì chúng ta liền thấy tất cả sự vật không có cái thực thể. Biết duyên hợp là biết không có thực thể. Mà cái điều này thì quý vị các nhà khoa học rành quá, nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều khi hơi quên. Vô tới sở thì thấy nó như vậy, mà về nhà nó thấy khác. Cho nên rồi chúng ta cũng phải sống với tất cả người thường. Còn trong nhà Phật dạy chúng ta phải nhìn, phải thấy được việc tường tận cái lẽ đó. Bởi vậy nên nói về nhân duyên thì các pháp không có thực thể nên gọi là tánh không. Thì ở đây tôi dẫn hai cái bài kệ, một bài kệ của
một vị tỳ kheo đọc hai chữ tên chữ Hán gọi là Ác Vệ nói cho ngài Xá Lợi Phất khi còn là cái người ngoại đạo vốn hiểu đạo Phật thì liền nói cái bài kệ này cho ông nghe, rồi ông thức tỉnh thì tôi dịch pháp từ duyên sanh cũng từ duyên diệt, tất cả pháp không vì không có chủ, pháp từ duyên sinh cũng từ duyên diệt, tất cả pháp không thì không đây là không có thực thể đó, vì không có chủ cho nên cái gì là duyên hợp thì cái đó vô ngã, trong nhà Phật gọi là vô ngã, là không chủ, là không có cái chủ thể. Chính cái bài kệ này nghe qua thì ngài Xá Lợi Phất liền thức tỉnh, bỏ ngoại đạo mà trở về với đạo Phật. Đó là cái đặc biệt, cái thông minh của ngài. Còn nếu nói về bài kệ nhân duyên thì chúng tôi đọc trong luận Trung Quán có một bài nhân duyên sinh, mà cái bài này thì coi như là cái gốc của cả bộ luận. Thì trong bài này tôi đọc nguyên chữ Phật ở chữ Hán: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, nhược danh vi giả danh, nhược danh trung đạo nghĩa. Đó là cái pháp do nhân duyên sinh, cho nên Phật nói nó là không, tức là không có thực thể, hoặc gọi là giả danh, hoặc gọi là nghĩa trung đạo. Đó, thấy được cái pháp duyên sinh thì cái pháp duyên sinh thì cái tướng của nó chỉ là cái tướng giả, cái tên giả, cho nên gọi là giả danh, là cũng gọi là trung đạo, là vì gọi nó là không, hoặc là gọi là giả danh, hoặc là gọi là trung đạo. Tại sao duyên không, nhân duyên sinh là không? Bởi vì nhân duyên sinh không có thực thể. Đó. Vì vậy mà trong cái bài kệ này, ngài Huệ Tư ở Trung Quốc, ngài đọc bài kệ này thì ngài mới lập ra cái pháp tu gọi là nhất tâm tam quán. Ngày hôm sau chúng tôi sẽ giải thích. Như vậy thì căn cứ vào thuyết nhân duyên sinh, thấy tất cả sự vật là không có thực thể, nó có chỉ là giả danh, giả tướng. Mà nếu thấy rõ như vậy, biết đúng như vậy, đó là thấy được lý trung đạo, tức là không mắc kẹt, mình có, không mắc kẹt mình không. Đó. Bởi vì thế gian chúng ta có cái bệnh, hoặc là nói sự vật thật có, còn không thì nói sự vật là không, hoặc là có, hoặc là không. Nhà Phật không có nhìn khí diện như vậy, mà nói là nhân duyên sinh thì cái thực thể nó là không, nhưng mà giả tướng là có, giả tướng thì là có, nhưng mà thực thể là không, chứ không phải là không trên, cũng không phải là có thật. Đó là cái lý nhà Phật nói để cho tất cả dễ hiểu. Do đó cho nên Đức Phật lúc nào cũng muốn nói thẳng những lẽ thật cho mọi người thấy, mọi người biết, chứ Phật không muốn nói cái gì quanh co, cái gì tưởng tượng. Ở đây tôi dẫn bài kinh để cho quý vị thấy cái ý nghĩa lẽ thật đó. Mà tôi thường hay nói đạo Phật là kêu gọi mọi người đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Đến với đạo Phật là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Thì đây cái bài kinh này nó có cái giá trị đúng như vậy. Thì đây là tôi dẫn bản dịch. Phật nói với một người ngoại đạo tên là Bố Tra Bà Lâu. Này Bố Tra Bà Lâu, ngươi cho cái sắc thân được tạo thành giữa tứ đại lục căn vân vân là ngã. Ngã tức là có chủ thể. Nhưng ta thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã, nghĩa là phá cái chủ thể. Do vậy, nếu ngươi hành trì theo cái đạo ấy, thời các nhiễm ô
của ngươi có thể được trừ diệt. Các hạnh đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và ngươi có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ, là thấy được tồn tại và chứng được đầy đủ cái trí tuệ cao thượng. Chứ Phật không có nói những cái chuyện mơ hồ, những cái chuyện tưởng tượng đó. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có nói những cái thí dụ để nói rằng những người dạy đạo mà thiếu thực tế, thì Phật dùng cái thí dụ, Phật nói có người họ bảo rằng có một thế giới nào đó, hay là có một cõi nào đó là cái nơi tốt đẹp, cái nơi sung sướng, đầy đủ mọi cái sở thích. Thì Phật liền hỏi người đó, như vậy thì ông đã có tới đó chưa? Nếu ông chưa tới đó mà ông nói thì đó chưa có thể tin được. Nếu ông không tới đó thì có người nào ở cái cõi đó đến nói chuyện với ông chưa? Nếu chưa thì cũng chưa đáng tin. Rồi giả sử ông không tới, người khác không đến, mà ông có nghe, có biết rõ người nào đó chỉ và diễn tả đầy đủ cái cảnh đó cho ông chưa? Nếu ba cái đó mà chưa đó thì không đáng tin. Như vậy thì một, cái gì mà mình nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta biết, thì cái đó một là mình phải thấy, hai nữa là phải được trực tiếp cái người chỗ đó để nói cho mình nghe, ba là mình phải thấy, phải hiểu qua sự chỉ dẫn đầy đủ thì mình mới tin được. Vì vậy mà Phật nói có những người cứ bảo rằng có một nơi tốt đẹp, nơi an lành, mà chính họ chưa đủ ba điều kiện đó. Thì Phật ví dụ, Phật nói ví như có người họ nói rằng tôi được một cô gái đẹp thương, thì người khác hỏi anh biết cô gái đẹp đó tên gì? Nó không biết. Anh biết cô gái đẹp đó hình dáng là sao? Nó không biết. Nó anh biết cô gái đẹp ở đâu? Nó không biết. Thì cái lời nói được cô gái đẹp thương đó còn có giá trị đâu, chỉ là lời nói đầu. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật không cho phép chúng ta tưởng tượng, mà bắt buộc chúng ta phải nhận ra, phải thấy được thì chúng ta mới chỉ, mới nói cho người. Thì đó là những cái chỗ mà chúng tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy cái lời Phật dạy là cái lời đúng như thật, Ngài đã thấy, đã biết. Như trên tôi nói rõ về cái lý vô thường, về cái lý nhân duyên, ở đây tôi muốn nói thêm cho quý vị biết cái nhìn vô thường, sự vật vô thường của đạo Phật không phải là cái nhìn bi quan, nó hời hợt, mà là cái nhìn rất là thâm trầm. Thì tôi dẫn một bài kệ của thiền sư Việt Nam, tức là bài Xuân của thiền sư Mãn Giác. Trong bài đó Ngài nói thế này: Xuân thứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Thì chúng tôi dịch: xuân đi trăm qua rụng, xuân đến trăm qua cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua xanh trước một cành mai.
Như vậy thì qua cái bài kệ này, chúng ta thấy thiền sư nhìn muôn sự, muôn vật vô thường, rồi ngang đó hết, hay còn cái gì nữa? Đó là cái chỗ chúng tôi muốn nêu lên. Bởi vì muôn sự là vô thường, nó là lẽ thật, đứng trên cái hiện tượng, trên cái hình tướng của nó là phải vô thường, không có ai ngờ được điều đó. Nhưng mà trên cái hiện tượng đó, chúng ta lặn sâu vào trong cái bản thể của nó, lại có cái không phải vô thường. Cho nên cái diễn tả ở đây rất là khéo, nghĩa là mùa xuân đến thì trăm hoa, mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở, thì hai cái đó là để chỉ cho cái sự vật trên thế gian theo cái chiều thời gian mà sinh mà diệt. Thì muôn vật đã sinh diệt thì con người thế nào, tức là trước mắt cái gì cũng trôi qua theo thời gian, nhìn lại con người cũng bị chi phối luôn. Đầu chúng ta đã bạc thì đó là đều là vô thường. Nhưng mà thời gian mùa xuân là ấm áp, hoa nở, nếu hoa mùa xuân thì hoa rụng, nhất là mùa đông tuyết đông giá lạnh thì hoa nó không còn. Nhưng mà không ngờ qua cái tuyết mùa đông giá lạnh như vậy mà vẫn có cái hoa mai nở trắng ở trước chùa, trước sân chùa. Thì như vậy mới thấy rằng trong cái dòng hiện tượng bị vô thường chi phối sinh diệt mà ngầm ở trong đó vẫn có cái không sinh diệt, đó là cái bản thể, chứ không phải chỉ có cái sinh diệt không. Nếu chúng ta thấy cái sinh diệt không á thì đời chúng ta sẽ chán, sẽ buồn. Còn có cái không sinh diệt, nếu chúng ta lặn sâu trong đó tìm được cái đó thì chúng ta sẽ cười khi thấy cái sinh diệt, cười khi thấy cái già chết đến mà không buồn, không lo. Đó là tôi nói về thấy các pháp vô thường. Bây giờ nói qua thấy các pháp là duyên sinh, duyên sinh cho nên nó là quyển quá, tạm bợ. Thì đây tôi dẫn Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang ở trước nói các pháp nó là không thiệt, nhưng mà tới gần cuối bộ kinh thì Phật lại nói bài kệ: nhược dĩ sắc kiết ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc với ta, dùng âm thanh tìm ta, người đó là hành đạo tà, không thấy được Phật. Thì như vậy muốn nói cái ý nghĩa gì trong bài kệ này? Đối với nhà Phật, thấy Phật cũng như chúng sinh đều có ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân. Báo thân là cái thân do nghiệp báo thiện thì mang cái thân đẹp đẽ, khỏe mạnh, sống dai. Nghiệp báo ác thì mang cái thân tật nguyền, bệnh hoạn, xấu xa. Thì như vậy đẹp xấu là do cái nghiệp báo thiện ác của mình mà mình mang lấy cái thân. Thì cái thân này là cái thân sinh diệt, có hình tướng bị sinh diệt. Rồi kế đó là hóa thân. Hóa thân là cái thân từ cái gì? Ở đây cái câu đầu nhược dĩ sắc kiến ngã, tức là chỉ cho báo thân. Rồi dĩ âm thanh cầu ngã, âm thanh tức là tiếng, tiếng nói. Mà tiếng chúng ta nói ra là do ý nghĩ nó phát lên. Ý nghĩ muốn diễn tả người thì chúng ta nói những cái hình ảnh để cho người hiểu. Muốn diễn tả vật thì chúng ta nói diễn tả cái hình ảnh cho người ta hiểu vật. Như vậy thì cái lời nói là cái biểu trưng cho cái ý mình diễn tả. Như vậy thì ý mình diễn tả đó là hóa thân. Hóa thân Phật thì Phật giảng nói diễn tả cách này cái kia, hoặc hiện nơi này nơi nọ.
Còn cái hóa thân chúng ta thì diễn tả cho người này người kia hiểu được cái gì mà mình mang ở trong tư tưởng của mình. Như vậy thì hai cái đó, báo thân, hóa thân là hai cái tướng sinh diệt. Mà nếu lấy hai cái tướng sinh diệt đó mà gọi là Phật hay là để tìm Phật thì đó là tà, vì nó là sinh diệt, nó không phải là chân thật. Mà muốn thấy được cái chân thật đó là phải tới pháp thân. Pháp thân là cái đó mới là thật. Cho nên Ngài mới nói, nếu mà muốn thấy Phật mà bằng hai cái tướng trên là không phải thấy Phật thiệt. Vì vậy mà nói không thể thấy được Như Lai. Như Lai tức là chỉ cho Phật pháp thân. Mà tôi nói nơi chúng ta có cái tánh giác, nó là cái thể ngầm, lặng, vô tướng, bất sanh bất diệt mà hiện tiền. Nó có sẵn nơi chúng ta, ai cũng có hết. Mà tại chúng ta quên, chúng ta chưa tìm thấy. Thì mai chúng tôi sẽ nói về cái tu thiền là để đi dần, dẫn quý vị dần dần cho thấy được cái thực sẵn có của mình. Thì ngày mai chúng tôi sẽ nói về tu thiền. Rồi sau buổi chót thì chúng tôi sẽ nói về cái công dụng, cái lợi ích của tu thiền, để cho tất cả quý vị nghiên cứu, tìm hiểu, thấy rõ cái đường hướng chỉ dạy của Đức Phật trong cái phương diện tu hành cũng như trong cái phương diện truyền bá. Thì hôm nay chúng tôi giải thích tới đây, tạm ngưng để chờ hôm khác. Nếu mà có một hai vấn đề thắc mắc cần thiết thì có thể quý vị nêu lên thì tôi giải thích liền. Còn nếu thấy chưa cần thiết thì sẽ dành ngày mai. Đây, một vị hỏi: soi lại mình để tìm lại bản ngã tốt đẹp nhất của mình, như vậy cái tốt đẹp nhất của một người có từ khi nào? Phải chăng là không có mà chỉ là cái tốt chung của nhiều người, và như vậy là học tập cái tốt được tập hợp lại chứ không phải là tìm lại mình? Xin giải thích rõ thêm. Thực ra thì cái chỗ này quý vị nghĩ đặt câu hỏi là cái tốt đẹp của mình nó có từ thời nào, có từ lúc nào? Thì tôi xin thưa trước nhất là cái đó không có thời gian. Nó không có thời gian. Mà không thời gian thì làm sao định lúc nào, bao giờ được? Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái chân thật đó nó không có, mà chỉ là lượm lặt những cái tốt của người này người kia gom lại thành một cái tốt chung, thì lại càng không phải. Nó thế này, tôi có thể dùng một vài phương tiện nhỏ để cho quý vị thấy nơi mình sẵn có một cái chân thật mà tại mình quên. Như vậy thì như quý vị nhìn thấy bình bông không? Tôi chỉ bình bông quý vị thấy không? Thấy. Nếu bình bông này tôi để xuống dưới rồi quý vị thấy không? Quý vị thấy không? À, không. Đó là quý vị có mà quên. Bình bông là cái đối tượng sắc tướng để mắt mình thấy. Mà cái thấy là ở mắt mình chứ không phải ở bình bông. Thưa phải vậy không? Như vậy thì khi có bình bông tại đây, quý vị thấy bình bông. Khi tôi dời bình bông để xuống, không có bình bông đây, thì quý vị thấy không có bình bông. Đừng nói không thấy. Nếu không thấy tức là phủ nhận cái mình mà lệ thuộc vào cảnh. Đó là một cái điều. Rồi tôi nói một lần nữa, thí dụ như khi nãy tôi kể là
có những phút giây chúng ta được tâm hồn thanh thản ngồi ngắm trời, ngắm mây mà không có một ý niệm gì hết. Như vậy lúc đó chúng ta có mặt hay không? Tức là chúng ta vẫn có mặt, phải không? Mà có mặt thì cái có mặt đó đó, nó không phải do nghĩ mà có, mà nó có một cách hiện tiền ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta hiện có mà chúng ta quên. Bởi vì chúng ta nhìn sự vật luôn luôn thì mang theo cái niệm phân biệt tốt xấu. Mà có niệm phân biệt tốt xấu thì quý vị thấy mình có sống với hiện tại không? Nếu tôi nói cái hoa này xấu thì quý vị nghĩ tôi nói xấu là tại sao? Là tại tôi có trong ký ức một cái hoa đẹp hơn, cho nên thấy cái hoa này tôi mới nói xấu. Chứ nếu không có trong ký ức một cái hoa đẹp hơn thì khi nhìn cái hoa này tôi không thể nói xấu được. Như vậy thì đối diện với sự vật hiện tiền, chúng ta không có sống với cái hiện tiền, mà chúng ta lôi cái quá khứ đem ra so sánh. Rồi như vậy mãi mãi sống trong cái so sánh đối đãi, cho nên quên cái thực hiện tiền của chính mình. Chứ không phải chúng ta thiếu, chúng ta có mà tại vì chúng ta quên. Quên là chạy theo cảnh mà quên cái hiện tiền của chúng ta. Cho nên trong nhà thiền bảo phải ăn, biết mình ăn, đi, biết mình đi, uống, biết mình uống, vân vân. Nghĩa là phải sống ngay cái hiện tiền, mà đừng có bị cái niệm quá khứ, vị lai nó lôi dẫn. Thì đó là cái hiện tiền, cái đó là cái đẹp của chính mình sẵn có, chứ không phải do thu nhặt nhiều cái đẹp gom lại thành một cái đẹp gọi là cái đẹp cứu kính của mình, không phải vậy. Hết giờ thì chúng ta hẹn lại mai. Mai là có thì giờ rộng hơn. Thì bữa nay bữa đầu thì giờ hơi ít. Thân nhân đây tất cả chúng ta nghỉ. Chúng tay